con người mình á, sanh ra ở cõi dục thì mình không thể nào mình nói là tôi hết dục. Nhưng mà có điều là mình tu á, để mình tiết dục, hoặc là mình không đi tới cái chỗ tham dục. Chữ dục là muốn. Thí dụ mình đói bụng mình muốn ăn, nó không có gì tội. Nhưng mà mình đa phần là mình muốn ăn, nhưng mà không bao giờ mình ăn những cái gì mà đã có sẵn. Đa phần là mình hỏi có gì hơn. Thí dụ mình nói đói bụng quá có gì ăn không, tôi nói giờ tôi chỉ còn bánh mì bơ thôi. Vậy thôi hả? Mình mới vừa nói bụng có gì ăn không, mà khi ta nói là có bánh mì thôi thì mình lại nói là vậy thôi hả? Nghĩa là trong lòng mình nó muốn gì đó, bánh mì pate, bánh mì chả lụa, chứ không phải là những món bánh mì thường. Thì cái khổ của chúng sanh mình á là ở thêm cái chỗ đó đó. Cho nên cái dục là cái bình thường, nhưng mình thêm chữ ơn trước là tham dục, thì chính cái chữ tham đó nó làm mình khổ. Là chính chữ tham nó làm mình khổ. Nhiều khi mà tham á, nó cũng có hai loại: tham hướng thượng hay là tham hướng hạ. Thí dụ quý vị tham tu, mặc dù cũng có ham chơi, không ai nói tham chơi, thật ra là cũng là tham chơi đó. Nhưng mà mình khi mình nói cái từ cho nó nhẹ là ham chơi thôi, là mình còn thích thôi, chưa phải đắm đuối. Ví dụ như quý vị bay qua đây nè, ham đi ngắm cảnh hoàng hôn, ham đi ra biển, ham đi chơi, ham. Nhưng mà tu vẫn hơn. Cho nên không có biến chữ ham thành chữ tham, mà biết đi chùa, biết chịu khó vô đây tu. Thứ hai là tính. Thứ hai là bắt đầu ăn tăng ni cho coi nha. Bây giờ là áo tràng, đồ vạt hò rồi đó. Thứ hai rồi là sẽ thấy rực rỡ một trời hoa. Thành thử là quý vị biết là chính cái đó, khi mà mình nhìn, mình quán ra trong cuộc sống, mình thấy đó. Thí dụ như mình vẫn thích đi chơi, nhưng mà so ra mình vẫn biết để cái đi chơi xuống thứ, đưa cái sự tu tập lên trên. Thì hai ngày này mình đến đây mình tu tập, rồi có nửa ngày hay là trọn một ngày thứ hai mình đi chơi, điều đó không có gì sai. Nhưng mà như vậy mình cũng thấy rằng mình cũng đã đi đến một cái bước gọi là gì, tinh tấn. Tu trước thì mình mới chơi sau. Thành thử ra Pháp Hòa hay giải thích cái chữ tinh tấn dõng mảnh đó. Có nhiều vị sẽ nói là mình chúc cho nhau tinh tấn dõng mảnh. Tinh tấn thì mình hiểu, nhưng mà thế nào để thể hiện được cái sự dõng mảnh của mình? Cái sự dõng mảnh của mình là mình thắng được những cái mà mình... Cái tinh tấn là bình thường. Ví dụ như mình đi chùa mỗi tuần thì chỉ là siêng năng, như vậy là bình thường, đã là tinh tấn rồi đó. Đi chùa mỗi tuần, tụng kinh mỗi ngày, ăn chay đều đặn là tinh tấn rồi. Nhưng mà dõng mảnh đó là ở cái chỗ là mình vượt được những cái thèm bình thường. Ví dụ mà qua đây nè, đồ biển rất là nhiều, thì có thể người ta rủ mình đi ăn đồ biển, mà hôm qua là rằm, rồi bữa nay vô khóa tu rồi, nên là thôi để tụi bay qua sớm một chút, tụi ăn rồi tụi mới đi vô tu. Hay là hoặc là mình nói nếu mà nó ngon vậy thôi để mua để dành 16 tôi ăn. Thì ngay cái ngày mình ăn chay, nhưng mà cái tâm mình vẫn khởi lên là thích mua cái đó để dành, rồi mình chi tiền cất để dành, thì cái giọng mảnh nó không có. Mặc dù mình có thể thắng được ngày hôm đó mình không ăn, nhưng mà ngay nơi đó là thiếu chữ giọng mảnh. Nghĩa là mình đã để cho cái con cua đó nó lôi mình, mặc dù là miệng thì ăn chay mà tâm vẫn nghĩ tới nó. Và bằng chứng là đã mua nó để dành mai 16 mình ăn, ngay cái chỗ đó. Cho nên trong cuộc sống tu hành của mình đó, tinh tấn thì mình đã có đó. Nhưng mà thể hiện được sự dõng mảnh hay không là ở chỗ. Ví dụ mình giận cái người kia quá, mình nói thôi tôi không tu nữa, tôi đi về. Ra tới cửa rồi cái mình nói ủa, hồi nãy mình đi, ngày hôm qua mình đi qua đây đâu phải vì cô đó, đâu phải vì cái ông đó, mình nghe lời kêu gọi của chùa khóa tu mình đi mà. Bây giờ tự nhiên vì người đó mà mình nghỉ tu, thì mình quay trở lại. Mình thắng được cái cơn giận của mình, cái con ma mà con ma phiền não đó nó lôi mình đi rồi. Cho nên cái sự việc mà nó xảy ra đó là ma sự, và nó làm cho mình lôi cuốn mình và làm ma chướng, nó chướng ngại trong lòng mình. Mà nếu như mà mình vượt được nó thì mình không có bị nó đoạt một cái ngày tu của mình.
Theo trong Phật học á, cái chữ ma đó, chữ ma là tiếng Phạn chứ không phải tiếng Việt Nam. Tiếng Phạn là Mara, mình gọi thường người Việt mình gọi là ma. Thì chữ Mara có nghĩa là đoạt lấy đi cái gì tốt nhất của mình. Thí dụ mình có trí tuệ, mình uống rượu riết bây giờ mình hết, mình không quên hết trơn rồi, thì cái ma nghiện rượu đó nó đã đoạt đi cái trí tuệ mình sau một thời gian mình uống đó. Mình đang vui vẻ vậy, tự nhiên cái người kia nói một câu nói sốc là mình bực bội lên, thì cái con ma phiền não đó nó đoạt lấy cái niềm an vui của mình rồi. Thì cái chữ ma nghĩa là đoạt mạng, mà cái chữ mạng đấy không phải là cái mạng sống của mình. Pháp Hòa thưa đại chúng là nhiều khi trong cuộc sống của mình đó, mỗi người mình có mấy cái mạng, mấy mạng, có một mạng à. Mà gần đây là mình lướt mạng rất là nhiều, ngồi đâu cũng lên mạng hết. Mà mình chăm sóc cái mạng đó mình hơn chăm sóc cái mạng này. Rồi đôi khi có nhiều người là mất ăn, mất ngủ, và thậm chí mình tốn nhiều thì giờ cho những cái mạng đó quá, mà những cái mạng đó nó không làm cho mình được tăng trưởng gì hết. Cái chuyện mà mình lên internet mình search là chuyện bình thường, không có gì tội lỗi hết. Nhưng mà mình đã đi quá cái thời gian quy định mỗi ngày mình cần, hay là sự để cho trễ nải sự việc, thì cái tinh tấn mình nó không còn nữa, cái dũng mãnh nó không có. Cho nên thắng được ngay lúc đó gọi là dũng mãnh. Cho người tu cần cái sự tinh tấn dũng mãnh. Tinh tấn thì ai cũng có rồi đó. Bằng chứng là mình qua tới đây nè, đi mười mấy tiếng đồng hồ mới bay qua đây. Mà trưa nay á, nếu mà nó thôi bay giờ đi ra xuống trời nóng về mà đi vô trong đó rồi nghe có một tiếng rồi quay về ngủ, thôi ngủ luôn đi có gì chiều nghe, thì mình ngủ luôn không có tới đây. Là tinh tấn là bay qua tới đây rồi, mà dũng mãnh thì thiếu. Là mình ngày mai sáng là 5 giờ ngày mai ai có mặt ngồi thiền là biết có dũng mãnh không. Nó thôi tối tôi thức khuya quá, tôi đi ngắm biển trễ quá, thôi giờ tôi skip cái giờ đi thiền hành, tôi skip cái giờ đi ngồi thiền, để lát nữa tôi qua chùa luôn, thí dụ vậy. Cho nên tinh tấn dũng mãnh là chỗ đó. Thì ở trong kinh Lăng Nghiêm á, Đức Phật có nói tới năm thứ ma. Cái gì mà nó kết tụ lại thân mạng này chúng ta gọi là uẩn, giống như là ngũ uẩn. Quý vị biết ngũ uẩn không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đây, cái thể xác này là sắc. Vui, buồn, lạnh, nóng. Hồi nãy ngoài nóng không? Đó là cảm thọ nóng. Bây giờ bước vào đây cảm thọ mát. Nhưng mà nếu ngồi đây mà chừng 5 tiếng đồng hồ sau là cái mát đó nó tiến thành cảm thọ lạnh. Như vậy thì cái cảm thọ này nó luôn luôn nó vận hành. Sắc, thọ, tưởng. Có tưởng không? Nếu mà khuya nay mà đi xuống biển mình á, mà gặp cái cây không chừng chạy làng với con rắn, tại mình tưởng. Cho nên năm cái ngũ uẩn á, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó kết hợp mình đang sống đây là mình sống bằng ngũ uẩn. Nhưng mà nếu mình bị nó chi phối, mình khổ đau với nó, thì cái uẩn nó thành ra ấm, gọi là ngũ ấm. Tối nay lạnh lắm, trùm mền ngủ cho ấm, kêu ngủ ấm. Cũng là nó, nhưng mà hễ mình bị nó chi phối, mình khổ với nó, ví dụ như nó tan rã mình khổ, hay là cái sắc này nó thay đổi mình khổ, gọi là mình bị sắc ấm. Sắc uẩn là cái thể xác của mình, mà mình một khi mình có cái sắc tướng thì nó phải thay đổi. Ví dụ như có vị này gặp Pháp Hòa, nói trời ơi 10 năm trước gặp thầy, 10 năm sau gặp thầy y chang. Nói vậy thôi, cái Pháp Hòa mới nói đùa, nói đúng rồi, vậy là 10 năm trước đã già sẵn. Chứ 10 năm sau không thay đổi, như là già 10 năm trước rồi chứ 10 năm sau. Quý vị nhớ là cái già là cái thật, còn cái trẻ là cái tạm. Cái khỏe là cái tạm, mà cái bệnh mới là cái thật.
Khi mình đi vô chùa mình ghi danh sách cầu an á, và nhớ là danh sách cầu an là danh sách này thay đổi nè, mà tên nào mà chuyển qua danh sách cầu siêu là mãi mãi, đúng không? Thí dụ như mình ghi tên danh sách cầu an năm 2018 là 2019 chạy lên chùa nó, thầy lấy cái tên nó ra một con tại bữa nay chuyển qua danh sách cầu siêu. Mà một khi mà chuyển qua danh sách cầu siêu rồi là danh sách cầu siêu này permanent. Chơi cái gì mà trẻ cũng là tạm, khỏe là tạm, còn cái chuyện già bệnh chết là cái thật, là cái sẽ có và có thật. Pháp Hòa mới hay nói đùa đó, mình hở hở cái nói trời chắc chết, đừng lo, chết là chắc. Mà không cần phải lo là chắc chết, chết chắc, trước sau gì cũng chết, mà cần chi nói chắc chết. Ở đời này không có gì chắc hết, chỉ có chết chắc thôi. Chết là chắc. Thì mình có năm cái ngũ uẩn này, mình đang thọ một cái sắc thân này, mình sống đây, đó là sắc uẩn. Mà nếu mình nắm được một cái câu thần chú của sắc uẩn này mà trong kinh Kim Cang Phật nói đó, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, cái gì mà có hình tướng nó đều là giả khó hết, hư vọng mà không thật. Ví dụ như cái bình hoa, quý vị là bình hoa đẹp, nhưng mà bình hoa này có thể sống như vậy hoài không? Không. Đây, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nó chỉ là tạm thôi. Cái nhà thờ này cũng là hư vọng, cái thân mạng này cũng là hư vọng, cái gì có hình tướng cái đó chỉ là tạm, cái gì có hình tướng là cái đó là tạm. Vậy thì nếu mà mình không chấp nhận được cái tạm đó, mà khi nó thay đổi mình khổ, thì bây giờ cái sắc đó nó biến thành ra cái làm mình khổ. Cũng giống như mình học Bát Nhã Tâm Kinh, mình con người mình có 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Mình có 6 đối tượng của nó là gì? Hả? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 6 căn của mình có 6 đối tượng, đúng không? Bây giờ con mắt mình nhìn thấy cảnh không? Thấy không? Đấy. Nhưng mà cái cảnh này nó không có làm mình bị bận tâm, bị tương tư, bị đau khổ gì hết, thì cái này là sắc cảnh. Nhưng mà nếu mình đi về, mình nhớ nó, mình khổ với nó, mình tương tư nó, thì nó thành ra trần, sắc trần. Cũng là nó, nhưng mà hễ nó bình thường thì là cảnh. Còn nếu nó chi phối mình, nó làm khổ mình, thì ngay cái sắc đó bây giờ nó thành trần. Ta hay kêu là sắc trần. Mình đi ra, mình trong một cái đám đông người, mình gặp mọi người hết, chào anh, chào chị, chào cô, chào chú, mọi người. Nhưng mà tự nhiên có cái cô đó mình thích quá, mình về mình nhắm mắt lại mình cũng thấy cái nụ cười của cô. Mình tiếc rẻ là trời sao mình không hỏi số phone cô, mình làm quen mình làm. Thì cái cô đó hồi nãy mình mới gặp, tất cả 1000 người kia chỉ là sắc cảnh thôi, chỉ có một cô trở thành sắc trần của mình thôi. Thì cái gì mình nhìn mình thấy hết, biết hết, giống như âm thanh đều biết hết. Âm thanh mình nghe vẫn biết mà không dính thì là thanh cảnh, nhưng dính với âm thanh đó thành đó thì ra thanh gì? Thanh trần. Cái gì mà nó làm khổ mình, nó làm mình mê lầm với nó thì nó thành trần, còn không thì nó chỉ là cảnh. Sắc trần, sắc cảnh, thanh cảnh, vân vân. Thì trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói mình có 5 uẩn. Và mỗi một uẩn như vậy đó nó biểu hiện lên 10 thứ, mà gom lại là 50 thứ. Để nó chi phối, nó làm mình khổ với nó, thì Đức Phật gọi là 50 loại ma, 50 loại ấm ma. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mỗi thứ có 10. Sự tu tập của mình đó là làm sao mình đủ niệm, đủ định để mình nhận ra nó. Mà khi nhận ra nó đó, mình không có làm gì, mình không có đánh đập nó, mình không có tra tấn nó, mình không có bỏ tù nó, mình không có giết chóc gì nó hết. Để cho nó không có làm cho mình khổ thôi. Ví dụ như già là một sự thật.
Mà nếu như người nào mà chấp nhận được cái già, thấy được bản chất của già thì già nó tới cũng bình thường, và thậm chí còn vui vẻ đó. Ồ, vậy tôi sắp được về hưu ăn tiền già. Mà người già ở Mỹ sướng hơn đúng không, so với người già ở các nước nghèo. Tại vì người già ở mấy nước nghèo đâu có được hưởng gì đâu. Còn người già ở nước Mỹ, người già ở các nước tự do thì già thì được hưởng những cái ưu điểm của người già. Vậy già cũng chưa chắc đã khổ. Nếu mà cái già nó làm mình khổ đó, vẫn ăn tiền già, vẫn hưởng tất cả những cái ưu tiên của người già mà vẫn than khổ, thì cái này là mình không biết sống. Nếu không chấp nhận già thì sao? Apply xin tiền già. Chấp nhận mình già mới apply xin tiền già. Rồi chỗ nào sell cho người già đi hết, senior day đi hết. Thậm chí tới chỗ nào ta nó mua tiết kịch vô đó mà người già là được bớt cho, đưa thẻ ra ai senior. Vậy mà hỏi tới một người già đó, mình khổ. Thì cái đó đó nó trở thành trở ngại cho mình. Thì thường thường á, cái người tu á, các vị hay coi phim Tàu, quý vị sẽ nghe một cái từ là tẩu hỏa nhập ma. Và xin thưa là câu đó không có trong Phật giáo. Phật giáo không có câu tẩu hỏa nhập ma. Ví dụ có nhiều người nói trời ơi đừng có ngồi thiền nghe, ngồi thiền coi chừng bị tẩu hỏa nhập ma đó. Đừng có tụng chú Đại Bi nghe, tụng chú Đại Bi tẩu hỏa nhập ma đó. Thì cái chữ tẩu hỏa nhập ma nó là của Kim Dung, của phim Tàu, của Kiếm Hiệp. Chứ còn thật sự trong Phật giáo không có từ đó. Phật giáo không có từ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà người ta dùng cái từ tẩu hỏa nhập ma để người ta nói lên một hiện tượng. Những người tu mà sau đó họ tâm trí họ không bình thường. Mà trong những người mà tâm trí không bình thường thì chính gốc Phật giáo không gọi là tẩu hỏa nhập ma. Mà mình chỉ gọi một cái vị tu thiền đó là lạc thiền. Hay lạc tu, lạc này là gì? Không phải là vui vẻ, mà là người đó sai lạc. Người đó bị cái loạn tưởng nó làm cho tâm tư họ không còn định tĩnh trong khi mà họ tu tập nữa. Thí dụ mình ngồi thiền á, mình mong gặp Phật cũng không được. Tại vì mình mong gặp Phật nghĩa là mình có một cái tâm mong mỏi. Mà nếu như á, mà cái sắc tưởng của mình á, cái sắc ấm mày á, mà nó biết được á. Bây giờ quý vị Pháp vào nói ví dụ, bây giờ quý vị quán tưởng Phật Di Đà, cái quý vị tưởng tượng ra được Phật Di Đà không? Tưởng ra được không? Tưởng được. Tưởng Phật Di Đà đứng đưa tay vậy nè. Mà thực tế là Phật Di Đà không có đứng vậy nha. Mỗi tay chết. Đây là một biểu tượng thôi. Mình tưởng tượng ra mình vẽ Phật Di Đà vậy, chứ Phật Di Đà ở trển không có đứng 24/24 vậy đâu. Nếu mà bữa nào mà lọt lên tới trển mà kiếm một ông đứng như vậy là không thấy. Có thể Phật Di Đà đang đi hái sen, mình gặp mình nói không, cái này không phải Phật Di Đà. Tôi expect là Phật Di Đà như vậy nè. Thật tới cái đầu mình nó bị một cái hình ảnh đó đấy. Ở khi mình ngồi mình mong gặp Phật, rồi cái mình tự nhiên mình thấy tướng của Đức Phật phóng ra như vậy, cái mình tưởng là Phật thật. Đó là sắc tưởng. Và cái đó là cái tướng của ma. Chữ ma là gì? Nó làm mình bấn loạn, mừng quá. Trời ơi tôi tu chứng rồi, tôi được Phật xuất hiện, tôi được Phật có mặt chứng cho tôi. Loạn tâm liền. Mà loạn tâm như vậy thì phim Kiếm Hiệp gọi là tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa là gì? Đang ngồi vậy bung chạy rồi tẩu. Tẩu là chạy á. Rồi bây giờ nó bị con ma nó nhập vô rồi, thanh nên là không còn ngồi yên được nữa. Cái người mà người ta tu tập mà đủ định, người ta chậm lại, ta không có nhanh nhẩu, người ta không có lăn xăng nữa. Quý vị mà nghe lại các thầy giảng, những thầy mà mới bắt đầu giảng lúc còn trẻ đó, đa phần là giảng do sách vở, giảng từ cái sở học của mình, cho nên lên là nói ào ào, nói nghĩa là không ngưng nghỉ.
Nhưng mà thời gian cái tự nhiên chậm lại. Tại sao biết không? Hết hơi rồi. Nhưng mà thật sự ra lúc trước là thầy nói bằng cái sách vở, mà sau này là nói bằng từ cái kinh nghiệm tôi. Chứ cái người mà người ta nói từ cái kinh nghiệm tu tập của người ta thì mình thấy nó khác. Và hơn nữa, trong quá trình thầy giảng, thầy đã ứng dụng những gì thầy nói, cho nên cái quả nó hiện lên thân tướng và hành xử cách sống của thầy. Cho nên khi mình ngồi thiền á, mình không mong gặp Phật, chứ mình cũng chẳng sợ gặp ma. Tại vì khi mình mong gặp Phật á, nghĩa là mình rất sợ ma. Thì cái sắc nó biết. Mà thưa đại chúng, mình có biết con ma ra làm sao không? Không. Nhưng mà mình có tưởng tượng được ra con ma không? Nó lạ cái hay cái gì đen thùi là kêu ma à. Bây giờ quý vị tối nay mà khuya nay mà ra biển mà tự nhiên có cái gì đung đơn đó là tự nhiên. Cái áo người ta treo đó, ta không lấy về là cũng phát lên kêu ma. Tại sao? Vì trong đầu mình đã đóng thành một cái khuôn. Nếu mà ban ngày trời sáng quý vị thấy cái áo treo, quý vị không kêu ma, mà ngộ cái là trời tối mà thấy cái đó là kêu con ma liền. Vậy thì con ma này từ đâu ra? Trong tâm mình hết. Ban ngày mà thấy rõ đó là mọi cái thứ gì mình cũng muốn kêu ma kêu cỏ vậy đó. Mà ban đêm mà thấy cái gì toàn ten là ma. Mình làm như ma nó cởi trển không vậy đó. Cái gì mà toàn ten là kêu con ma. Cái gì mà dài mà đen nuốt là kêu ma. Mà tại vì sao? Ban đêm mình không thấy. Cho hồi xưa trong cái quyển Cổ Học Tinh Hoa, hay là cái cuốn Cái Cười Của Thánh Nhân vậy. Vẽ con cọp, con mèo, con chó dễ vẽ nhất, khó vẽ. Vẽ con ma là dễ nhất. Tại sao? Con cọp người ta biết cái tướng đó ra làm sao, mình vẽ trận người ta biết. Con mèo người ta biết cái tướng đó ra làm sao, mình vẽ không giống mèo người ta chê. Nhưng mà vẽ con ma là dễ vẽ nhất. Quẹt mấy cái là không ai từng thấy con ma. Thì cái câu chuyện đó để muốn nói, mình nói tầm bậy bạ vậy đó, dễ nói lắm. Tại vì sao? Tại vì không ai biết gì hết trơn. Nhưng mà mình nói chân lý, mình nói những cái giáo pháp khó. Tại sao? Tại vì người ta có cái chánh kiến, chánh tư duy, người ta nhận ra những gì mình nói. Cho nên tẩu quả nhập ma là hiện tượng như thế nào? Không phải là từ của Phật giáo, nhưng bây giờ mình tạm đi. Những người mà người ta tu, mà người ta ngồi thiền, người ta niệm Phật, mà tại sao bây giờ người ta không bình thường? Có thể là do cái người đó tâm họ sanh cái ngã mạn, là vì trong khi thiền họ thấy được một cái điểm gì đó. Pháp Hòa ví dụ như mình ngồi thiền một mình ở một cái trạng thái rất là bình an, mình rơi vào một cái trạng thái bình an một giờ đồng hồ mà mình thiền đó, mình tưởng như 50 phút. Xả thiền ra, nó tôi chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền gì đó. Thì từ đó mình dính mắc vào cái đó. Mình đi đâu mình cũng nghĩ là mình đã chứng được cảnh thiền. Rồi bắt đầu mà thường thường những người mà người ta dạy, bắt đầu người ta gặp mình ta làm cái gì? Thao thao bất tuyệt, nói giáo lý đủ thứ. Mà nhất là những người nghe Đại Thừa đó, nghe những cái kinh điển Đại Thừa đó, dính vào những cái giáo nghĩa Đại Thừa đó, là đi đâu cũng phô trương cái nghĩa Đại Thừa đó. Ví dụ như là người ta nghe Tổ Lâm Tế thiền sinh mà vô hỏi là ngài hét, ngài đánh. Ngài Hoàng Bá thì hét, ngài Lâm Tế thì đánh. Rồi trả lời những câu không có ăn thuốc ăn nhậu gì. Những cái câu hỏi hết. Mình cũng học cái kiểu vậy đó. Hay là học trong kinh Duy Ma Cật. Như trong kinh Duy Ma Cật, hỏi ông từ đâu tới, nói tôi từ đạo tràng mà tới. Mà thiệt sự mình không biết gì hết trơn. Giống như cái ông đó mà ông uống, ông thấy một vị tế điên mà uống rượu đó, ông mới là ông khen, ông nói hay đó, tôi thấy hòa thượng tu được á,
Thấy không? Mình uống rượu mình đừng dính mắt gì đó. Đó, rượu như nước trà, là mình ăn thịt nè, đó, thịt như đậu hũ vậy đó. Thầy nói vậy xong cái vị hòa thượng ngày tới điên mới lấy cái chai để dưới quần tiểu vô mời ông ly. Thì ông uống vô ông phun ra, ông nói hòa thượng tại sao ông dám đưa tôi nước tiểu. Ông mới nói uống rượu như uống nước trà thì bây giờ ông cũng phải thấy nước tiểu cũng như nước trà chứ có gì đâu. Đó là mình không thấy được cái đó, nhưng mà mình thích nói, thích nói những cái đại thừa, nói những cái rất là cao siêu. Thì chính những cái hiện tượng đó đều là một hiện tượng có loạn tâm, mà người thiền thì hay, người ngoài đời thì hay gọi là tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà thật sự ra cái đó họ, nó là một hiện tượng, nhưng mà tại mình không có ma đâu mà nhập vào tẩu, mà tẩu đi đâu. Thì bất quá là những người này do những cái ngộ, do những cái tưởng mình chưa được mà cứ tưởng mình được, thì cái tưởng này là cái nguy hiểm. Tại vì sao? Cái gì tưởng là có đó vọng. Vậy cho nên Bát Nhã Tâm Kinh gọi là gì? Vọng gì? Vọng tưởng. Mà hãy là vọng tưởng thì thường là điên đạo. Chữ đảo là ngược lại, chữ điên là nó nghiêng. Cho nên người mà điên đảo là thấy sai mà thấy ngược nữa là điên đạo. Thường thường cái người uống rượu á, họ đi đường họ thấy sao? Thấy đảo. Cho nên họ mới dễ té, té sông, té giếng rồi vậy đó. Tại vì cái đường đi về là họ thấy nó ngược vậy. Cho nên rồi tư tưởng mình rối loạn. Mình có nhiều người họ gom thâu một số kiến thức, trong người mình chứa quá nhiều những giáo lý. Đụng cái gì mình cũng đem giáo lý ra mình nói. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Mấy cái giáo lý này dễ bị người ta sử dụng lắm. Và đi tới đâu thì người đó cũng nói giáo lý đại thừa hết, mà thiệt sự trong tâm họ không có thấm nha. Thường thường cái người mà thấm á là họ không bị. Pháp Hòa ví dụ, một cái người mà coi bói giỏi á, có bao giờ họ gặp mình họ hay dập tay mình nó coi không? Nhiều khi mình năn nỉ họ muốn chết, họ mới ứng, họ nói cho mình vài câu. Mà còn cái người mà mới biết mấy chiêu thôi đó là ngồi đâu cái dập tay rồi nhà tốt ha. Tay này thế kia vậy. Tại vì bắt đầu mới biết được có mấy chiêu. Còn cái người mà người ta giỏi, người ta không có khỏe. Cho nên trong kinh nói á, tư tưởng mà rối loạn là do mình chứa quá nhiều những kiến thức, học không thấu đáo, và có thể người đó thiếu đi cái phần căn bản của giáo lý. Cho nên sẵn Pháp Hòa thưa là quý Phật tử nào mà mới bắt đầu tu tập trong Phật Pháp á, quý vị không nên đọc hay là nghe những cái bài giảng quá cao siêu như là Kinh Lăng Già, Lăng Nghiêm, Niết Bàn, Bát Nhã, Duy Ma Cật rồi vậy đó. Mà mình phải nên tập học những cái giáo lý căn bản nhất. Mà muốn được như vậy, quý vị nên đọc cái quyển, một là Trái Tim Của Bụt. Đó là cái quyển của Sư Ông Làng Mai giảng về những giáo lý căn bản. Hai là quý vị có thể học bộ Phật Học Phổ Thông. Ba là quý vị có thể học bộ Phật Học Tinh Hoa hay là Phật Học Tinh Yếu. Đó là những cái quyển rất là căn bản cho người mới vào đạo. Tại sao? Tại vì á, quý vị thấy biển á, biển á, thường thường là mình bước xuống là cạn trước phải không? Cạn rồi đi dần ra, càng xa thì biển nó mới sâu. Người tu cũng vậy, mình phải học căn bản, từ cái cạn đi tới cái sâu. Cho nên ngày xưa Hòa Thượng Thiện Hoa mà ngài viết cái bộ Phật Học Phổ Thông á, tổng cộng là 12 khóa. Và ngài gọi cái bộ Phật Học Phổ Thông là cây thang giáo lý, 12 cái nấc thang giáo lý. Mà ngài viết cái bộ Phật Học Phổ Thông, ngài chia ra thành 12 tập. Và 12 tập đó chính là 12 nấc thang để cho mình đi trên cái cây thang giáo lý đó. Và sau này người ta mới gom 12 tập đó, người ta chia thành 3 quyển. Và trong cái giáo lý đó, trong cái giáo lý căn bản nhất đó, ngài đã đưa 5 thừa của đạo Phật ở trong cái bộ đó: Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ Tát thừa, ở trong cái bộ Phật Học đó, Phật Học Phổ Thông đó.
Cho quý vị nào mà chưa có một Phật học phổ thông, có thể thỉnh tìm mua, thỉnh một bộ. Còn không quý vị lên trên mạng, quý vị tìm cái bộ đó xuống, quý vị đọc. Và thậm chí kinh Lăng Nghiêm, kinh Viên Giác, kinh Kim Cang, kinh Bát Nhã, nó đều nằm trong 10 bộ Phật học phổ thông đó hết. Nhưng mà nó nằm ở cái quyển thứ 3. Mình chỉ cần mà coi chừng hai quyển đầu, hai cái quyển của bộ Phật học phổ thông là mình nắm được tất cả giáo lý căn bản rồi. Bắt đầu mình lên những cái giáo lý kia, mình không có bị hết. Ví dụ như á, một chú Sa Di mới vô chùa, đâu có ai dạy chú là tất cả là bình đẳng, con không có cần phải kiêng nể ai hết á, tại ai cũng giống nhau hết á. Lúc nào cũng dạy chú Sa Di là phải kính trọng các bậc thượng trung hạ tòa, học những cái điều rất là căn bản. Mà quý vị thấy một vị thầy, một vị sư cô mà tu từ nhỏ tới lớn mà học từ những cái căn bản đó, các vị đó có một cái đạo hạnh khác lắm. Còn người mà mới vô rồi cái là học những cái điều rất là cao, rồi không có biết được những cái căn bản, thành thử ra họ không được cái nền tảng vững chắc. Ở trong kinh Bách Vụ có kể câu chuyện là có một ông trưởng giả đó, ông nhà giàu, ông thấy cái nhà bên kia xây 3 tầng đẹp quá, mà ông là thích cái tầng thứ 3 nhất. Cho nên ông kêu thợ tới, ông nói tôi muốn ông làm sao cất cho tôi cái nhà giống bên kia mà không có lấy 2 tầng dưới, tại vì tôi thích cái lầu 3 thôi. Thì cái ông đó, ông nói tôi không làm được, ông đuổi, ông nói dở ẹt, ông đi kiếm một thợ khác. Thợ khác ông cũng nói y vậy, ông nói dạ tôi làm được. Cuối cùng là ông, vậy người ta cười ông, người ta nói uổng danh cho ông tên là trưởng giả, ông có giàu có nhưng mà thiếu cái tuệ, thiếu cái nhận hiểu biết. Đâu có ai mà xây nhà cửa mà chỉ muốn xây cái lầu 3 mà không xây cái nền móng. Ông nói không, tôi không thích mấy cái đó, tôi thích cái lầu 3 đó. Không thể được. Cho nên cái người học Phật không thể. Mà đừng có nói chi chuyện học Phật. Bây giờ quý vị nhìn hết tất cả mọi cái môn học, mọi cái sự thành tựu trong thế gian này, có ai mà không đi từ dưới lên? Một cái người mà đi làm á, ta cũng làm từ một con người service, từ từ mới lên tới manager, lên tới boss, rồi vân vân, chứ đâu phải bình thường. Ngay bản thân người Việt mình mới qua đây cũng vậy. Gì? Bây giờ mình làm chủ cả, trước khi mấy chục năm trước mình qua mình làm cái gì? Chủ nhà thôi. Và mình sẽ có một cái chủ rất lớn là chủ nợ. Và mình đã đi làm công làm mướn cho người ta, rồi mình học nghề của người ta, rồi mình để dành dụm, rồi mình có tiền mình mới mở một cái cửa tiệm nhỏ nhỏ, rồi từ đó mình đi lên. Bây giờ quý vị nhìn hết tất cả, từ sự tu hành cho đến công ăn việc làm trong cuộc sống, không có cái gì mà từ không từ cái căn bản. Thì vậy cho nên không thể đi ngang đi tắt như vậy được. Mà người như vậy thì tội nghiệp cho họ. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa mình độ cho một người xuất gia, mình không dạy họ một cái căn bản, mình dạy họ một cách gọi là không có một cái thứ lớp vậy, thì chính họ đã học cái đó rồi, mai mốt họ cũng đi làm, họ là hành xử như vậy đối với đệ tử của họ, thì cuối cùng loạn. Nó loạn đó. Trong đạo nó cũng loạn, và tự cuộc sống của chúng ta nó tự loạn. Cho nên người đó thiếu cái sự căn bản thì không thể nào mà họ không bị loạn được. Và họ tự thấy cái khả năng của họ. Thí dụ có nhiều người á, Pháp Hòa không biết là quý vị đã từng gặp các vị đó chưa, thích nói những cái chuyện thiền, thích nói những cái chuyện gọi là cao siêu lắm, còn mấy cái chuyện lè vè ở dưới không gì. Và chính vì vậy cho nên các vị đó, người ta có tu đi nữa thì cái sự cái tinh thần họ không bình thường. Mình gặp họ là mình né, là tại vì họ nói toàn là những cái chuyện ở trên mây không, còn ở dưới này họ không nghe. Thì người đối với người đời, người ta nói ông đó ông là tu thiền riết và ông thiền tăng rồi đó, thiền đăng rồi đó, hay là người đó bây giờ tẩu quả nhập ma rồi đó. Nhưng mà thật sự cái chữ tẩu quả nhập ma không có trong Phật giáo. Trong Phật giáo là do mình không có được cái sự học hỏi từ cái căn bản, do mình không có hành trì,
Bây giờ thôi, thưa đại chúng, cái sự tu tập của mình nè, nó có hai phần. Một là pháp học, hai là pháp hành. Bây giờ quý vị á, nghe giáo lý, nghe giảng, thầy nào mình cũng nghe, bài giảng nào mình cũng nghe, hay là mình nghiên cứu rồi đó, cái đó mới có pháp học thôi. Cái pháp hành á, là quý vị phải chọn cho mình. Mà cái pháp hành này nó cũng không phải là ngồi thiền không có kêu pháp hành, hay là niệm Phật không có pháp hành, mà mình ứng dụng lời Phật dạy đều đặn trong cuộc sống của mình. Pháp Hòa ví dụ, tối mà quý vị tụng thời kinh ngồi thiền 20 phút đó, là giờ quý vị hành trì. Để làm gì? Để đưa cái tâm mình trở về một chỗ. Mặc dù mình biết đi cũng niệm Phật, đứng cũng niệm Phật, chỗ nào mình cũng thiền, nhưng mà 20 phút mình ngồi yên để mình hành trì đó, là cái giờ đó là hành trì miên mật, không có bị những cái khác nó chi phối. Còn ví dụ mình cầm chuỗi mình niệm Phật, mình đi vòng vòng, mình quét nhà, mình lau nhà cũng được, nhưng mà thủy chung á, nó vẫn bị cái quét nhà lau nhà nó làm mình chi phối. Thậm chí mình đang niệm Phật chứ cái đầu mình nó khởi lên đó. Mới dọn đây nó ăn nó bài. Mình niệm Phật nhưng mà cái mình thấy cái cảnh là cái đầu mình nó phải nói chuyện, nó phải khởi tâm. Cho nên làm sao mình có cái giờ mình hành trì. Cái thứ hai á, là không thể không có một thời kinh mỗi ngày. Đây là cái kinh nghiệm của Pháp Hòa thôi. Có vị thì nói là đâu cần tụng kinh, nhưng mà Pháp Hòa kinh nghiệm là khác. Một thời kinh đó, mình tụng kinh đó, dù là 10 phút, 5 phút, bao nhiêu cũng được, mà mình có một thời kinh, nó giúp cho mình rất là nhiều trong cuộc sống. Tại vì khi mình trì kinh đó, con mắt mình nhìn vô kinh, cái miệng mình tụng kinh, cái ý mình duyên vô lời kinh, cái thân mình hành trì theo cái lễ nghi á, mình đưa tất cả thân mắt của mình đi vào trong một cái nơi mà nhiếp tâm. Cho nên thân mình nhiếp, tâm mình nhiếp, và sau một thời kinh quý vị có an lạc. Và cái tâm mình nó có sự giao cảm. Ví dụ như mình nhìn Phật, mình tán Phật, mình nhìn Phật có cái giao cảm. Cho nên thờ Phật đừng có thờ cao quá. Cao quá khi mình nhìn nó không có cái giao cảm. Cái cách thờ Phật là mình làm sao mình đặt cái bàn thờ là ở ngang cái tầm mắt của mình, để khi mình đứng mình nhìn Phật, hay là mình ngồi mình nhìn Phật. Còn mình để Phật tuốt trên kia, mà thậm chí mỗi lần muốn thắp nhang phải bắt cái thang lên, thì cái sự giao cảm giữa mình với hình ảnh của Phật nó khó. Chứ đối với cái người mà ta tu niệm Phật, đôi lúc mà ta niệm Phật mà ta thấy sợ loạn tâm, mà ta còn để cái hình Phật ở trước. Để làm chi? Cái đó gọi là quán tướng niệm Phật. Bây giờ không có hình Phật ta niệm, ta hay bị suy nghĩ. Ta nhìn vô hình Phật để ta niệm Phật, để tâm người ta không có sai. Quán tướng niệm Phật. Đến khi nào đến một cái chỗ nào không có hình tướng gì để mình nhìn hết, thì lúc đó quán tưởng niệm Phật. Đến khi nào mà tâm mình bình, mình niệm đến như thế nào mà mọi cảnh duyên nó đến, mình nhẹ nhàng ứng xử, không có bị hốt hoảng, không có bị hấp tấp, không có bị giật mình, mà gọi là một cách thái quá để mà giải quyết rồi la hét rồi lên đó, là mình biết là cái câu niệm Phật này mình đã thuần rồi đó. Cái sự thiền định của mình đã có kết quả rồi. Sám hối là một phương pháp. Tu thiền, tu mật, tu tịnh, tu gì không biết, nhưng mà thiếu sự sám hối thì sự tu tập nó cũng khó lắm. Tại sao? Tại vì Pháp Hòa nghĩ sám hối như là một chén canh vậy đó. Ăn cơm mà có chén canh thì bữa cơm nào cũng dễ nuốt. Con người mình á, có nghiệp, có phước, nhưng mà nhiều khi mình nghiệp nhiều hơn phước. Mà nếu mà cái nghiệp mình nó nhiều hơn cái phước thì cái sườn tu của mình đó, nó cũng không có trôi chảy, nó cũng gặp trở ngại, chướng duyên. Cho nên từ nhỏ, từ hồi Pháp Hòa còn nhỏ 7-8 tuổi thôi, mà đặc biệt khi đi vào sự
đi vào xuất gia năm 15 tuổi thì tự mình suy nghĩ à, mình muốn tu cho tốt, cho nên tự Pháp Hòa đi kiếm kinh sám hối qua lại. Lại Tam Thiên Phật Danh, 3000 vị Phật, lại 5, 6, 7 cuốn như vậy đó. Lại Vạn Phật, 11.700 lại. Lại Kinh Pháp Hoa, mỗi chữ một lại. Lại Kinh Di Đà, mỗi chữ một lại. Không phải là mình lại như vậy để mình xin cái tội, nhưng mà trong khi mình hành trì, cái tâm mình nó hướng thiện là con muốn ăn năn cái lỗi của con. Ngay giây phút đó thôi là cái tâm thiện nó sanh rồi. Rồi nhờ cái tâm là con muốn sám hối, con muốn sám hối, cho nên lấy cái thân, lấy cái nghiệp thân của mình ra ứng. Bằng cách cái ý của mình khởi là con muốn ăn năn tội, con muốn sám hối, ý nó khởi lành, thân nó làm lành theo, miệng nó làm lành theo, là nó đọc danh hiệu Phật. Như vậy người ta nói là sám hối hết tội giảm nghiệp, có không? Có. Tại vì ngay cái giây phút mình sám hối là ý mình khởi con muốn, thay vì mình không có làm gì hết, tao muốn đánh nó, tao muốn chửi nó, tao muốn giết nó, tao muốn làm này làm kia, bây giờ mình phải, tôi muốn sám hối. Thì con muốn sám hối thì cái thân mình nó đi theo. Tại vì thường thường ý khởi là thân làm, ý khởi là miệng nói. Bây giờ ý khởi thiện thì thân phải làm theo thiện. Cho nên sám hối nó có 4 cách đó. Thì cái sám hối mà mình hành trì vậy nè, thủ tướng sám hối, cái đó gọi là thủ tướng sám hối. Thủ tướng là sao? Mình giữ một cái hình thức nào đó bằng cách là lại Phật. Thí dụ trong đó có một câu mình danh hiệu Phật, mình niệm mình lại: Nam mô Thiện Ngôn Phật. Thiện là khéo, ngôn là lời nói. Thiện ngôn là một đức Phật khéo ứng xử ngôn từ trong đời sống. Đây là pháp tu, con lại Phật thiện ngôn, con học cái hạnh thiện ngôn của Ngài. Bây giờ không hiểu, mình cho dù mình không hiểu cái câu đó là gì luôn, nhưng mà biết đây là tên của Phật, thân mình lễ xuống bằng tất cả tâm thành. Giây phút đó không nghĩ bậy, không nói bậy, không làm bậy, có phải mình ngưng nghiệp giảm nghiệp không? Vậy thì sám hối tiêu nghiệp có chứ. Ngưng cái nghiệp hiện tại là tự nó giảm cái nghiệp quá khứ à. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ mình biết là cái bà Bảy đó, bà ghét mình dữ lắm. Biết là tại vì tháng trước á, mình gây lộn với bà. Cho nên tháng này mà nếu như á, mà bà gặp mình đâu, bà nói đó, bà nói lén mình, bà nói đủ thứ. Nhưng ngay giây phút này mình không nói gì bà nữa hết á, thì có phải giảm cái nghiệp quá khứ không? Nếu mình tiếp tục mình nói thì mình với bà chuốc thêm ân oán nữa. Mình biết là mình với bà có quán kết cả tháng nay rồi, cho nên thôi giờ ngưng không nói nữa. Mà ngưng không nói nữa thì nghiệp này, nghiệp hiện tại không tạo, mà nó từ từ nó làm nguôi ngoai đi cái giận của bà Bảy của tháng trước. Cho người ta nói là sám hối từ quá khứ hiện tại. Bây giờ mình không biết, mình không có biết tụng gì hết trơn, có những bác không biết chữ hay là không có thời giờ thậm chí. Nhưng mỗi tối hay là buổi sáng gì đó, con tên là gì đó, pháp danh gì đó, con chí thành sám hối tất cả những nghiệp chướng của con từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay. Dù trong một cái giây phút mình khởi tâm sám hối, rồi sau đó mình lễ xuống 3 lễ hay là 9 lễ, 10 lễ tùy mình, mà khởi tâm Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Không biết Phật gì để niệm hết á, nhưng mà Nam mô cầu sám hối Bồ Tát thì làm cho cái chướng đó nó giảm đi. Thì đây là cái kinh nghiệm tu của Pháp Hòa. Con người mình nó hai phần, một là phước, hai là nghiệp. Mà hễ mà phước giảm là nghiệp nó sanh, mà nghiệp giảm thì phước sanh.
Bây giờ quý vị có thấy quý vị đỡ khổ đỡ cực hơn hồi mới qua không? Vậy khổ giảm rồi, bây giờ sướng mới tới. Thì bằng chứng là nhân quả nè. Cái này Phật gọi trong kinh là gì? Trước khổ sau vui. Còn mình mà giỏi nữa là trước vui sau vui. Còn mà dở quá trời quá đất là trước khổ sau khổ. Còn mà tệ nữa là gì? Trước vui sau khổ. Phật nói có bốn dạng người. Bây giờ mình quán coi mình dạng nào. Mình là dạng trước khổ sau vui phải không? Khổ thân, khổ tâm, khổ đủ. Hồi xưa khổ thân là đi làm kiếm tiền sống. Hồi xưa khổ tâm là đụng ai giận nấy, chấp trước đủ kiểu hết. Rồi bây giờ sau mấy chục năm làm để dành được con cái, nó lớn nó thành tựu rồi không lo gì nữa hết. Bây giờ đi làm tàn tàn kiếm đủ sống. Đấy là cái này là bước trước khổ sau vui, là nhẹ cái thân rồi. Bây giờ bên cạnh đó, khi bắt đầu giảm đi lo công ăn việc làm, biết đi tìm hiểu Phật Pháp nữa, tợ bây giờ tâm hồn nó sảng khoái hơn, nó thư thái hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Hai lợi, lợi thân lợi tâm. Về mặt thân thì đã giảm khổ là vì không còn phải lo nhiều cho mấy đứa nhỏ nữa. Tiền bạc bây giờ cũng tạm ổn, nhà cửa cũng có. Nói chung là không phải vật vã như ngày xưa, là thân đã sướng rồi. Mà ngày xưa vừa khổ thân mà vừa khổ tâm vì quá nhiều những phiền não. Bây giờ hiểu biết nhiều hơn, Phật Pháp thấm mình hơn thì tâm mình nó giảm khổ. Cái này gọi là trước khổ sau vui. Rồi kể từ bây giờ nè, trước vui sau vui, đi lên nữa chứ không có thể đi xuống nữa. Cho đến bây giờ á, ở bên chùa Pháp Hòa vẫn bắt đại chúng sám hối. Sáng nào 9 giờ rưỡi cũng sám hối trước khi cúng ngọ. Không có lại nhiều, 100 lại mỗi ngày đủ rồi. Còn vị nào mà dở bệnh thì 50 lại thôi. Còn không 20 lại thôi. Nhưng mà Pháp Hòa mong đại chúng tu tập cái đó. Quý vị cứ làm trong vòng 3 tháng, 6 tháng, quý vị sẽ thấy cái kết quả. Bằng chứng là ở đâu mình không thấy, mà cái tâm mình bắt đầu nó nhẹ ra. Mà thậm chí mà ngày nào mình không lại là mình giống như ghiền vậy đó. Nói ngày nay mình chưa lại Phật, mình chưa lại sám hối. Cà phê cũng ghiền, trà cũng ghiền, thuốc lá cũng ghiền, mà tu không ghiền. Cho nên ghiền tu cũng khổ, nhưng mà ghiền tu hơn ghiền mấy kia. Ở bên chùa bệnh là mỗi sáng chủ nhật á, thay vì tụng lăng nghiêm hay là công phu gì là lại vạn Phật. Tất cả Phật tử nào ai thích tụng kinh buổi sáng đều chủ nhật 6 giờ sáng về chùa lại sám hối hết, lại vạn Phật. Mỗi lần như vậy là mỗi chủ nhật lại 100 lại. Thì cứ không có cần phải bao lâu vậy mà lại 6-7 cuốn rồi đó. Cứ hết 11.700 vị là trở lại lại tiếp. Cứ tuần lễ, tại vì á, mình ngồi mình tụng kinh á, có thể mình ngủ. Tại vì mình tụng hồi nó êm vậy cái ngủ mất tiêu. Nhưng mà nhờ đứng lên lại xuống như này, không có ngủ được. Giải đi được cái nghiệp gì? Nghiệp gì? Ngột hơn hôn trầm. Rồi tụng mà tâm tư cứ nghĩ lum la là tán loạn. Mình bị năm cái chướng đó nên gọi là ngủ cái đó. Hôn trầm tán loạn nè, trạo cử. Cho anh đứng lên đứng xuống hoài là nó không nhúc nhích. Chứ còn mà biểu anh mà ngồi yên về mà chừng nửa tiếng anh nhúc nhích 25 lần. Rồi nếu mà anh mà không nhúc nhích cái thân là anh cũng hí coi sao lâu quá chưa xả tiền. Trạo cử từ ở trong tâm trạo cử tới cái thân. Quý vị biết ngủ cái không? Trạo cử nè, hôn trầm nè, rồi gì nữa? Ai nhớ không? Giải đãi làm biến. Phóng vật là tâm buông lung. Đó, cho nên á, một thời sám hối thôi mà trị được mấy thứ bệnh. Tại vì á, con người mình nó thích động. Thì bây giờ đứng lên đứng xuống là cho mình động rồi. Mà động trong cái tỉnh, động trong cái Phật Pháp. Rồi nhờ mình đứng lên đứng xuống cho nên không có ngủ.
giải được nghiệp hôn trầm. Nhờ đứng lên đứng xuống giải được nghiệp trạo cử. Nhờ chú tâm vô cái danh hiệu Phật lại xuống, giúp lên được phóng phóng tâm phóng dật. Mà nếu mà mình ngồi mà tụng kinh nào mà mình thuộc đó là ngủ càng dễ nữa. Tại vì thuộc quá rồi cho nên cứ nhắm mắt tụng hỏi ngủ mất tiêu luôn. Giờ là gì? Giải đãi làm biến. Cho nên mình có ngũ cái. Ngũ cái là năm cái ngăn che. Thì một thời sám hối thôi giải được cái đó. Kinh nghiệm nó qua thôi. Mà hồi đó mình còn trẻ, mình đi tu mình cũng bị bệnh làm biến, mình cũng bị đủ tất cả những cái chứng đó. Nhưng mình đã tìm ra được cái phương pháp nào để giúp cho mình tu tập tiến bộ hơn. Ngay cả khi mình học kinh đó, mình quý vị mà cầm kinh mà quý vị học hoài không bao giờ thuộc đâu. Phải có công cách nào để giúp cho mình thuộc kinh thì mình mới thuộc kinh được. Pháp Hòa thấy nhiều khi mình để hết thì giờ ra luyện tập bài hát, để hết thì giờ luyện một cái gì mình thích, thậm chí không biết bơi đi học bơi, không biết nhảy đầm đi học nhảy đầm, mà không thấy ai, ít có nghe ai nói tôi không biết tụng kinh để tôi học tụng kinh, tôi không biết thỉnh chuông mỏ để tôi học thỉnh chuông mỏ. Thật ra học nhảy đầm, học đi hát không có gì tội lỗi hết. Nhưng Pháp Hòa chỉ muốn là mình phải công bằng. Nếu mà mình học chơi thì tại sao mình không bỏ thêm chút thì giờ học tu? Cái ý Pháp Hòa như vậy đó. Ví dụ như bây giờ nè, quý vị đi ra tiệc á, quý vị ủi cái thiệt, một cái áo thiệt là đẹp à, ủi mà ủi méo cũng không chịu nữa đó. Vậy mà cái áo tràng nhìn nó nhăn đùng đó. Thì mình Pháp Hòa chỉ muốn là mình nên nhìn lại. Mình nhìn lại là mình đã trọng cái gì hết. Ủi cái áo không có tội. Ủi một cái áo đi tiệc không có tội. Nhưng mà khi mình biết lo một cái áo đời mình như vậy thì tại sao cái áo đạo mình không lo? Cái ý Pháp Hòa như vậy thôi. Không có ai nói mình làm mặt buổi sáng cho đẹp là tội hết á. Đánh phấn tha son chét kem đồ lên là tội, không ai nói gì hết á. Nhưng mình biết làm đẹp cái gương mặt mình thì phải làm sao mình đẹp cái tâm. Cái đó là cái Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng. Cho nên hồi nhỏ với mấy chú nhỏ trong chùa vô tu cũng vậy, Pháp Hòa dẫn cho chơi những cái gì mấy chú muốn, nhưng mà bu lại là khi xong cái đó rồi phải làm cái việc này. Cho nên bây giờ các thầy cũng vậy, từ khi nghỉ hè học bước vô đầu tháng 7 là bận lo cho các khóa tu cho đến giữa tháng 8 mới xong. Rồi còn có 2 tuần nữa đi học rồi. Thì 2 tuần lễ đó là Pháp Hòa cho huynh đệ đi chơi trong nhà thôi. Mấy huynh đệ mướn xe rồi chở nhau đi núi, đi thắng cảnh, đi thăm chùa vậy đó. Nhưng mà cái giờ đó là giây phút các huynh đệ vui vẻ với nhau và chơi. Nhưng mà cái chơi này mình phải biết rằng là cái giải trí, còn cái chính yếu mình phải làm gì mỗi ngày. Nhưng mà đa phần ai cũng nói trừ giải trí, nhưng mà rốt cuộc cái giải trí nó thành ra cái chính. Mình giải trí nhiều quá. Cho nên quý vị thấy, ví dụ như mình trong một buổi pháp thoại mình có lên hát một bài, nhưng mà cái bài hát đó đó chẳng qua nó làm gì, nó giúp cho người nghe tỉnh táo, vui vẻ, relax trong vài phút rồi trở lại nghe một bài giảng. Tại con người mình á, một là thích nhìn tướng, hai là thích nghe âm thanh. Quý vị để ý có phải không? Mặc dù xe nào á, máy nó cũng tốt á, mà có xe đẹp vẫn thích hơn. Bình thường vậy thôi. Ai cũng biết là ăn cho no chứ ăn để gì, ăn để sống, nhưng mà ăn ngon vẫn thích hơn. Cuộc đời nó là vậy mà. Ai chẳng biết cái áo mặc che thân, nhưng mà áo đẹp vẫn thích hơn, vải tốt vẫn thích hơn. À, không có gì tội hết á. Nhưng mà mình phải làm sao mình được cái đó về cái mặt vật chất thế gian,
thì mình cũng phải trau dồi cái tâm và cái đường tu tập của mình. Và từ nhỏ là Pháp Hòa đã thường hay nhắc nhở và đưa mình vào cái sự tu tập như vậy. Và khi Pháp Hòa dạy các chú nhỏ tu tập, mình cũng quân bình cả hai như vậy. Cho nên các chú không thấy rằng đi tu là một cái gì đó mất mát hết. Hồi nhỏ mà đi học mà bị, đi vô trường hỏi biết làm khác là cái gì không? Nói không. Nó nói you have no life. Nhưng mà tại cái tâm tu mình mạnh, nói gì nói, mình đâu có để những cái câu nói nó chi phối. Nhưng mà các em nhỏ bây giờ nó cái tâm tu nó không mạnh, thì lâu lâu nó nhìn lại nó nói chắc mình no life thiệt. Không có tivi, không có này kia gì hết, thì nó dễ suy nghĩ nó muốn cái đó. Chờ Pháp Hòa ở đây thấy là mình sướng hơn hồi mình ở nhỏ Việt Nam. Ví dụ bây giờ quý vị đi vô tiệm á, cũng là cái món đó mà bây giờ chỉ nấu vậy mà không để thịt thôi, vẫn là một món ăn như là người ăn mặn, nhưng mà đồ cháy chứ không có gì thèm. Bây giờ burger chay rất là ngon, ví dụ vậy. Thì nếu mà không có cái món chay đó thì tự nhiên trời, tôi muốn biết cái đó là cái gì, thì có thể nó sẽ khởi tâm. Còn bây giờ khi Pháp Hòa dạy nhận các chú nhỏ vô tu, thì Pháp Hòa không để cho các chú có những cái mình cho được, tại sao mình không cho? Để giữ các chú người trẻ trên cái đường tu tập. Ví dụ như ăn một cái burger chay, ăn được mà có tội gì đó, cho nó ăn. Rồi nó biết rằng tôi ăn burger rồi đó, tôi ăn pizza rồi đó, tôi ăn những món đó mà hoàn toàn là đồ chay và vẫn ngon như thường, không có khởi tâm thèm gì nữa hết, thì không có móng tâm, không có suy nghĩ. Cái chữ buông lung là vậy đó. Cái chữ buông lung là mình móng tâm, mình muốn làm cái việc đó khi mà mình không được. Ví dụ mình ngủ một cái giường mà mình thấy rằng mình đâu có cần phải lăn hết cái giường mình ngủ đâu, tại vì mình lăn như vậy có thể mình bị sanh tâm buông lung. Dù cái giường nó có rộng, mình vẫn khép mình ở trong cái phạm vi đó. Cho nên ở một cái chỗ nó dễ chi phối mà mình vẫn không bị là gì? Tự mình đã không để cái tâm buông lung đó dễ sinh khởi. Hồi đó có một cái chú đó, chú cho Pháp Hòa một chiếc xe. Mà thời đó là chiếc xe đó, người ta nói là xe đó là trị giá 60-70 ngàn mà tốt lắm. Pháp Hòa từ chối đâu có dám nhận. Tại sao? Ai biết được cái xe này xe chó? Mình leo lên mình lái, người ta sẽ nói trời ông thầy sẽ lái xe xịn. Mất công lắm. Mà khi mình có được một chiếc xe đó rồi đó, thì mới đầu thì mình leo lên mình nói, mà khi biết chiếc xe đó là của mình rồi, sanh tâm gì? Ham thích nó, dính mắt nó, và sợ nó hư, sợ nó ấy lắm. Thôi mất công. Rồi bắt đầu mà khi mà người ta đồn đãi ra, mình phải đi đứng chánh nữa. Khỏi. Thì cái chữ buông lung là vậy. Buông lung nghĩa là khi mình móng tâm, mình sanh tâm với những cái pháp gì mà nó không phải là cái pháp thiết thực cho người tu. Có nhiều đứa nhỏ đó, nó uống thử miếng rượu, uống xong thấy cay khó chịu quá nó bỏ luôn, không bao giờ nó thèm rượu nữa. Chờ quý vị có nhớ cái câu chuyện mà cái câu chuyện mà uống muỗng nước mắm của một sư cô. Có một sư cô đó, khi mà cô sắp mất đó, thì cái ước nguyện cuối cùng của cô là uống được một muỗng nước mắm. Thì có nhiều vị cản không cho. Nói trời ơi, tội nghiệp cổ tu cả đời, bây giờ uống muỗng nước mắm là coi như là cổ quỷ hết đời tu cổ rồi. Nhưng mà sư phụ của cô nói khác. Cái sự tu hành của mình thành Phật hay không đâu phải ở một muỗng nước mắm. Thật ra nếu mà cho cô uống muỗng nước mắm rồi đó, cổ mới vỗ tay cái đùng, cổ nói trời ơi tôi tưởng nó ngon, ai nhờ nó mặn mà nó hôi muốn chết, giải thoát liền. Không còn sanh tâm muốn nước mắm nữa. Tại vì cổ đã biết nước mắm là gì rồi. Thì ở đây câu chuyện đó chỉ muốn nói là có những cái con người mình dễ phóng tâm, buông lung và không giải thoát với nó. Trong kinh Luật có kể câu chuyện một thầy tỳ kheo chết làm con rẹp trong cái y đó.
Khi mà thầy sắp chết mà được một người ta cúng dường cho một cái y mới mà thầy chưa được đắp, thầy tiếc quá trời quá đất luôn. Cuối cùng thầy chết, thầy thành con rẹp nằm ở trong cái bần bà của cái y. Thành thử ra thường ngày á, mình phải quán cái gì cũng là tạm đó, là để giúp cho mình xả bỏ được dễ dàng đó, chứ không phải là để cho mình bi quan đâu. Và hôm nay á, Pháp Hòa trưa nay là muốn chia sẻ với đại chúng về cái những cái chướng ngại mà người tu hành có thể gặp. Mà trong đó có một cái chướng ngại là chúng ta hay thích, thích cái gì? Thích thấy Phật, sợ ma. Và đồng thời có một cái là sở dĩ mà có những người hiện tượng, những người mà bị loạn tâm tu thiền mà bị bệnh đó, không phải là ngồi thiền bị bệnh, mà do chúng ta thiếu các thầy hướng dẫn. Mình tu là mình phải có một vị thầy hướng dẫn. Cho nên mình lên internet mà học cách ngồi thiền cũng nguy hiểm lắm, tại vì mình đâu có biết cái nào của Phật, cái nào không. Và nhiều khi những cái thiền mà người ta dạy cho mình là xuất hồn nè, dạy cho mình làm gì đó, thì mình không có dám nói cái đó là sai. Mình chỉ nói xác định cái đó không phải của Phật giáo. Đức Phật không hề dạy ai ngồi thiền để xuất hồn hết. Và thậm chí có những người ham cầu thần thông, ham cầu thần thông á, tu một chập rồi á, là người đó có thể sanh tâm gì mong muốn có thần thông. Mà ngay cả ngày Mục Kiền Liên á, là đệ tử của Phật, là có thần thông nhất ở trong số các đệ tử, nhưng mà Phật cũng không có cho ngài sử dụng. Và quý vị nhớ là thần thông cũng không qua được cái nghiệp lực của mình. Bằng chứng là ngài Mục Kiền Liên đã bị đánh chết ở trước cửa của tu viện Trúc Lâm. Và lúc đó các thầy mới xúm lại nói với ngài Mục Kiền Liên là tại sao thầy có thần thông như vậy mà người ta vây vô, người ta đánh thầy không bay, thầy không vận thần thông thầy bay. Thì ngài Mục Kiền Liên nói khi mà nghiệp nó tới rồi, một chữ thần còn lo không nổi chứ đừng nói chữ thông. Khi nghiệp lực nó tới rồi, giống như có một lần Pháp Hòa đi thăm một bà cụ, Pháp Hòa nói bác ơi bác niệm Phật đi bác. Bà nói một câu mà rất là thật nha: thầy ơi, khi mà bệnh đau nó tới rồi á, chữ mô niệm có không được, nói chừng nữa nói chữ Phật. Một chữ mô thôi, được chữ nam thôi nói không nổi nữa đó. Đó là chính bà cụ đó nói với ông bà đó. Cho nên khi mà mình thấy bình thường, bệnh tật vậy chứ, khi mà bệnh tật nó tới rồi nó chi phối mình lớn lắm. Mặc dù bình thường mình vẫn nghe giảng, mình vẫn quán vô thường, vẫn quán sanh già bệnh chết vậy đó, mà thử bây giờ đi bác sĩ, đi thử máu tổng quát mà bác sĩ kêu mình lên nó tôi có chuyện gấp, tôi cần gặp anh gặp chị, là bắt đầu mình tim mình nó đánh thình thịch thịch lên tận cho tới, tại mình biết bác sĩ mà kêu là có chuyện rồi. Mà ông phán một câu, ông nói tôi đang nghi chị ung thư, một cái là mình ra là mình sụp đổ liền. Là mình biết rằng mặc dù là mình có quán đó, phải không, nhưng mà cái quán của mình là gì? Quán nửa khuya thôi, ngang đó đó thôi, chứ không có sâu hơn được. Thì mong đại chúng trong cái thời gian mình tu tập á, thì Pháp Hòa chỉ mong là mình đừng có bỏ những cái thời khóa tụng kinh hay lễ sám của mình, vì đó chính là cái giữ mình trong cái tinh tấn trên cái đường tu tập. Và chính cái đó đó là cái sức để đưa mình đi xa hơn trên đường tu. Và Pháp Hòa nói cái điều này là từ cái kinh nghiệm tu tập của Pháp Hòa. Từ khi Pháp Hòa làm một sa di năm 15 tuổi là luôn luôn là lấy mỗi thời kinh sám hối của mình hay là một thời kinh mình tụng mỗi ngày đó làm cái nền tảng cho cái sự tu tập của mình. Và quý vị để ý, thí dụ như thông thường khi mình khổ á, thì mình nghĩ gì? Mình muốn thắp cây nhang, phải không? Đi tới bàn Phật để mình xin Phật. Mình khi mà khổ, cái đầu tiên nhất là mình muốn làm chuyện đó. Mặc dù mình biết trong lòng mình á, là Phật không có làm gì mình được hết á. Nhưng mà tự nhiên khi mình cầm cái hương mình đến với Phật á, mình có cảm giác như là mình đã trút được, mình đã gửi gắm, mình đã có được cái sự bảo hộ của Phật. Cho nên nó có một cái giao cảm.
một cái, nếu nói theo đời, nếu theo tâm lý là đó là tâm lý, nhưng nói theo cái sự tu hành đó là sự giao cảm. Và mình cảm nhận được mình đã bảo hộ, được Phật gia hộ, và tự mình phải, năng lực của mình phải tiến bộ, nhưng mà đến với Phật mình vẫn thấy an lòng. Cho nên thời kinh đó nó rất quý. Hồi đó Pháp Hòa những lúc mà đi tu tập dài 3 tháng ở trong những thiền viện đó. Ở thiền viện thì ít tụng kinh. Trời ơi, nhiều lúc mình thèm một thời kinh. Những ngày nghỉ là mình xin đi vô chánh điện để mình tụng một thời kinh. Tụng xong một thời kinh là mình thấy cái mình có một cái gì đó rất là hạnh phúc. Giống như có nhiều người á, ta lăn xăng cả ngày mà ta được ngồi thiền một tiếng đồng hồ ra là ta cảm thấy rất hạnh phúc. Tại vì một giây phút, một tiếng đồng hồ ngồi thiền đó là người ta lấy lại tất cả những cái sức, những cái lực mà người ta đổ ra trong suốt một ngày qua. Quý vị làm suốt cả ngày mà ngã lưng xuống ngủ sau 15 phút thôi, lấy lại năng lực không? Đấy là, thì tu tập của mình cũng vậy. Cho nên mình mới biết là cái lực đó không có cái gì có thể suy luận, bàn luận được. Cho nên bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Khi nào mình ở trong đó mình mới cảm nhận được cái lực đó. Còn không thì mình không cảm nhận được. Ví dụ quý vị nào chưa bao giờ tụng kinh mà chưa bao giờ cảm nhận được cái gì qua nói á, thì quý vị chưa thấy. Và quý vị nói thiệt không? Và ai đã từng ngó được cái giây phút đó rồi thì sẽ thấy, sẽ cảm nhận được điều qua muốn nói. Có những lúc Pháp Hòa ngồi thiền á, mà tĩnh lặng đến mức độ là ô, mình không muốn xả thiền nữa, không muốn tụng kinh nữa. Vì mình cái lực, cái lúc đó nó có một cái niềm an lạc ở trong lòng. Thì cái an lạc đó người không có cùng thì không có cảm nhận được khi người khác nói. Cho quý vị đi tu học, quý vị có niềm vui, quý vị nói mà cái người không tu người ta không cảm được đâu. Ta nói tôi đâu có thấy gì vui đâu, vô buồn ngủ muốn chết đó. Nhưng mà mình lại thích là vì mình có an lạc. Cho nên cái nguồn an lạc đó không thể nói, mà chỉ nào hai người đó cùng một cái cảm. Cho nên sự giác ngộ không thể giải thích. Có nhiều người ta nói giác ngộ ra làm sao, có thể nói cho tôi nghe được không? Không có được. Cho nên bà già đó mà biểu một cô gái tới ôm ông thầy á, rồi hỏi thầy coi giờ thầy cảm thấy làm sao. Thì thầy mới nói là tôi bây giờ như là cây khô vậy. Thì bà già thấy thầy này tôi chưa chứng. Đến khi lần sau mà ôm lại thầy hỏi thầy thấy làm sao, thì chừng đó thầy mới nói tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Thì bà già này chịu lắm cái câu trả lời đó. Tại vì hai người ôm nhau, ông thầy mới cảm nhận được, cô mới cảm nhận được, bà già kia là người thứ ba không thể cảm nhận được cái feeling, cái cảm giác của hai người. Ở đây là một câu chuyện muốn nói đến cái chỗ mà mình, cái niềm chứng ngộ hay cái sự an lạc của sự tu tập. Người không có tu tập người ta nghe không có được, người ta cảm thấy là làm gì có cái chuyện đó. Nhưng mà khi mình ở trong đó rồi. Có nhiều Phật tử á, 5 năm trước thôi biểu họ đi chùa dễ gì họ đi. Ăn chay một ngày ăn không nổi, đi chùa một ngày đi không nổi. Mà bây giờ ghiền đi chùa, thích tụng kinh, ăn chay đồ làm ngon lành hết. Tới lúc rồi, cái duyên nó tới rồi, cái trái nó chín rồi thì tự nó rụng. Trước kia mình muốn đem nó xuống, mình vú nó cho nó mau chín. Mà nếu cái trái đó có chín thì nữa là chín ép, không phải là chín cây. Mà chín cây thì lúc nào nó cũng ngon lành hơn một cái trái chín ép. Người không thích đi tu mình ép không được. Nên thích đi tu rồi nó sẵn sàng, nó buông hết. Đang có nhà, cửa, có công ăn, việc làm, có sự nghiệp gì xả hết. Mà xả một cách thoải mái, không tiếc rẻ. Chứ không có gì lạ Thái tử Sĩ Đạt Ta mà bỏ cung vàng địa ngọc đi tu. Tại vì ai đã từng mới cảm nhận được cái chỗ xả của ngài. Thôi thì Pháp Hòa xin cảm ơn đại chúng. Thì hôm nay theo cái chương trình đó, đúng ra là chương trình trưa nay là quý sư cô sinh hoạt, nhờ quý sư cô nhường. Thì tối nay mình lại trở về bên chùa mình sinh hoạt. Thì tối nay là chương trình vấn đáp. Thì quý vị nào có những câu hỏi, những cái thắc mắc gì trong Phật Pháp đó, quý vị có thể viết giấy rồi đưa lại cho quý sư cô, rồi quý sư cô sẽ gom lại
để tối nay mình sinh hoạt chung. Thì cái phần thông báo chương trình sinh hoạt như thế nào thì quý sư cô sẽ thông báo cho đại chúng. Cảm ơn đại chúng.